Sáng hôm nay, các phiên thảo luận chuyên đề tiếp tục diễn ra. Tại diễn đàn chuyên đề về tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở tại khu vực này, các đại biểu đã có những tham luận đánh giá khách quan về những nguy cơ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, diễn biến của biến đổi khí hậu đang nhanh hơn nhiều so với dự báo. Do đó, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý cần phải có các số liệu đánh giá tổng thể, lựa chọn phương án giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển dựa trên nền tảng khoa học. Theo đánh giá, tình hình lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã thay đổi đặc tính tự nhiên do tác động của vận hành hồ chứa ở thượng nguồn và qua đó cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ cao bất thường nếu xảy ra sự cố hồ chứa hoặc xả lũ đồng loạt. Trong những năm qua, nguồn nước thượng lưu sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long thay đổi, dẫn đến xâm nhập mặn gia tăng, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Thì về hồ chứa trong dòng sông chính, tôi xin nói qua mấy điểm chính. Thì là quy hoạch thì là 20 hồ với tổng số là 48 tỷ mét khối. Thì hiện nay đã xây dựng được 8 hồ với tổng dung tích là đạt tới 41,37 tỷ mét khối. Trong đó Trung Quốc là 6 hồ và Lào 2 hồ, đang xây dựng 1 hồ chứa với dung tích 1,9 tỷ. Còn trên dòng nhánh thì chúng ta cũng đã xây dựng 60 hồ trên 142 hồ. Về nội vùng thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh, thứ nhất là về khai thác cát sỏi ở trong lòng sông. Những tập đoàn khai thác cát sỏi ở lòng sông nó đang diễn ra một cách rất là lớn, và chúng ta cũng thấy là trên các dòng sông của chúng ta hiện nay hệ thống các tàu thuyền chở cát và đến mức độ là nối đuôi nhau ở trên các cái tuyến sông. Cho đến năm ngoái, đồng bằng sông Cửu Long có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, trong đó 42 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 149 km. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng khai thác cát không đúng quy hoạch. Tại hội nghị chuyên đề sáng nay, các nhà khoa học cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể. Chia là 3 phần. Một phần là chúng tôi xác định nguồn nước ảnh hưởng đến hạn hán và xâm nhập mặn như thế nào. Phần thứ hai là chúng tôi xác định cái ảnh hưởng về mùa lũ và đặc biệt là vấn đề bồi lắng phù sa cũng như là cung cấp các chất dinh dưỡng cho nền cá. Và phần thứ ba là chúng tôi nghiên cứu đến sạt lở và hình dung được cái lời giải chung cho sạt lở cho toàn bộ, bởi vì chúng ta hiểu rằng với cái sự thiếu hụt bùn cát trầm trọng như thế, 4% bùn cát hiện nay chỉ vào đến mới vào được đến bờ sông Cửu Long, thì toàn bộ hình thái của đồng bằng sông Cửu Long sẽ có nguy cơ thay đổi một cách cơ bản. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước, hạn chế khai thác nước dưới đất, hạn chế khai thác cát sỏi trên sông, sớm trình duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, huy động sự vào cuộc của thành viên trong Ủy hội sông Mekong, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện đồng bộ các giải pháp liên vùng.